Chợ phiên chào năm mới 2024 là chủ đề các hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhằm giới thiệu nét văn hóa đầu xuân mới qua ẩm thực, nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc. Điểm nhấn của sự kiện là phiên chợ vùng cao ngày Tết, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao đón chờ năm mới 2024. Không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản vật vùng cao. Cùng với đó là không gian trưng bày tranh phiên chợ ngày xuân với những bức ảnh về vẻ đẹp của vùng đất con người huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, 13 nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông, huyện Xín Mần sẽ giới thiệu nghệ thuật trình diễn dân gian múa khèn, biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.